hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine tạo lợi thế cho Nga ở Attica. Các chuyên gia cho rằng, chính năng lực phòng thủ yếu kém của các lực lượng Ukraine đã giúp các lực lượng của Nga nhanh chóng tiến vào Attica ở miền đông Ukraine và giành kiểm soát. Các lực lượng Nga tiếp tục giành được những thắng lợi nhỏ một cách nhanh chóng bên ngoài thành phố Attica ở miền đông Ukraine, một phần là do nguồn đạn dược của Ukraine cạn kiệt và viện trợ của phương Tây giảm sút. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có một lý do khác khiến quân đội Nga nhanh chóng tiến vào khu vực này, năng lực phòng thủ yếu kém của Ukraine. PlanLab, một công ty vệ tinh thương mại, cung cấp các hình ảnh cho thấy các đường hào thô sơ thưa thớt nằm ở khu vực phía tây Adika mà Ukraine đang cố gắng bảo vệ. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung để có thể giúp phía Kiev cản bước xe tăng của Nga và giúp họ bảo vệ con đường chính cũng như các địa hình quan trọng. Attica đã trở thành chiến tuyến khốc liệt nhất trong 9 tháng qua và nổi lên như một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc chiến ở Ukraine. Khi quân Nga giành được kiểm soát thành phố này vào ngày 17 tháng 2, chiến thắng lớn đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2023, quân đội Ukraine tuyên bố đã đảm bảo được các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố. Nhưng quân đội Nga đã chiếm được 3 ngôi làng phía tây Attica chỉ trong vòng một tuần và hai bên đang giành giật ít nhất một ngôi làng khác. Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Ukraine đã không sớm củng cố các tuyến phòng thủ và không làm tốt việc này, khiến giờ đây nước này có thể phải đối mặt với hiệu quả lớn khi các đơn vị Nga tiến chậm nhưng đều đặn giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Attica. Theo tình báo quân sự Anh hôm 29 tháng 2 cho biết, lực lượng Nga đã tiến thêm khoảng 6,5 km tính từ trung tâm Attica trong hai tuần qua. Đây là một bước tiến nhỏ nhưng nhanh bất thường so với các hoạt động tấn công trước đó. Khu vực này đã bị tấn công kể từ năm 2014 và Ukraine đã tạm thời giành lại quyền kiểm soát được khu vực này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Nhưng hệ thống phòng thủ của Ukraine bên ngoài Adika cho thấy những công sự thô sơ bằng đất thường có rãnh nối để quân bộ binh tiếp cận các vị trí bắn gần kẻ thù nhất. Lực lượng phòng thủ Nga mạnh mẽ hơn Việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ vững chắc trong khu vực, đặc biệt rõ ràng khi so sánh với lực lượng phòng thủ đáng gờm của Nga, vốn đã cản trở quân Kiev tiến vào đây hồi mùa hè năm ngoái trong cuộc phản công đầy kỳ vọng, nhưng cuối cùng đã thất bại của Ukraine. Các công sự của Nga bên ngoài ngôi làng phía nam Verbo mà Ukraine đã cố chiếm lại vào mùa thu năm nay nhưng không thành công, lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Không giống như các ngôi làng kiên cố mà lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát bên ngoài Adika, Vebo có một vòng công sự đồng tâm. Nó bắt đầu với một chiến hào đủ rộng để bẫy xe tăng và bọc thép đang tiến tới. Tiếp theo là mạng lưới chứa ngại vật bằng xi măng được gọi là xăng rồng, cũng được sử dụng để ngăn chặn các phương tiện. Và cuối cùng là một chiến hào rộng lớn dành cho bộ binh. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 2 cho thấy hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga ở phía tây Vebo với hàng nghìn hố đạn pháo có thể được nhìn thấy từ các khu vực xung quanh. Một lựa chọn rất tốn kém. Có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Ukraine thiếu năng lực phòng thủ. Các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết, Ukraine có thể đã quá tập trung vào các hoạt động phản công vào năm ngoái mà không dành các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nhiều chiến hào và bẫy xe tăng. Ai quan tâm và ai coi đó là một lựa chọn, bởi vì đó là một sự lựa chọn rất tốn kém, xây dựng các tuyến phòng thủ, nên không ai quan tâm cả. Seri Rapsky, cựu đại tá quân đội Ukraine cho biết, đồng thời lưu ý Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm đó. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng có thể có yếu tố tâm lý, nếu quân đội Ukraine giải minh dày đặc ở một số khu vực nhất định để cản bước tiến của Nga, đó sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ khó có thể thực hiện các hoạt động tấn công ở cùng khu vực đó trong tương lai. Các quan chức cho biết, trên thực tế họ sẽ phải giao lại quyền kiểm soát lãnh thổ đó cho quân đội Nga. Trong khi Moscow bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ ở phía Nam hơn nửa năm trước, cuộc phản công của Kiev thì Ukraine dường như chỉ mới bắt đầu kế hoạch xây dựng các công sự mới cách đây 3 tháng, khi các quan chức chính phủ tuyên bố thành lập một nhóm làm việc để phối hợp các nỗ lực giữa chính quyền dân sự và quân sự. Các quan chức cho biết trách nhiệm xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên sẽ thuộc về các đơn vị quân đội đóng trong khu vực, trong khi các tuyến phòng thủ tiếp theo sẽ do chính quyền dân sự xây dựng với sự giúp đỡ của các nhà thầu tư nhân. Thủ tướng Ukraine Denis Tihan cho biết khoảng 30 tỷ hryvnia Ukraine, tương đương khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ cho việc củng cố công sự trong năm nay. Trong chuyến thăm gần tiền tuyến vào cuối tháng 11 năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các khu vực ở khu vực phía đông Donetsk sẽ nhận được sự chú ý tối đa, đồng thời lưu ý sự cần thiết phải tăng cường và đẩy nhanh việc xây dựng các công trình ở đây. Nhưng chuyên gia phân tích Pasi Paronen của Blackbird Group, chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường nói rằng không có thay đổi gì đáng kể kể từ chuyến thăm của ông Zelensky. Ông Paronen nói thêm, bên ngoài Adika có những vị trí mới đang được chuẩn bị, nhưng chúng chưa tạo thành một tuyến phòng thủ đặc biệt đáng gờm và không thể so sánh về quy mô với các công sự của Nga ở phía Nam. Chính quyền Ukraine cho biết họ thiếu nhân lực có thể thực hiện công việc xây dựng. Vào giữa tháng 1, các quan chức địa phương ở vùng ivano frankivsk phía Tây cho biết đang tìm kiếm 300 công nhân sẵn sàng giúp đỡ xây dựng công sự ở vùng Donetsk cách đó hơn 800 km về phía đông. Chúng tôi thiếu các đơn vị kỹ thuật và ngay cả các đơn vị của chúng tôi cũng thiếu trang bị. Ông Rasky nói, cả ông Rasky và Paronen đều thừa nhận Nga có nhiều thiết bị vật liệu và nhân sự giàu kinh nghiệm hơn khi xây dựng các tuyến phòng thủ. Một số nhà báo ở Ukraine đã lên án thực tế thiếu các tuyến phòng thủ vững chắc bên ngoài Adika, đánh dấu động thái chỉ trích công khai hiếm hoi đối với quân đội sự chậm trễ trong việc xây dựng công sự có nghĩa là quân đội Ukraine giờ đây có thể phải củng cố các tuyến phòng thủ của họ, trong khi bị phía Nga tấn công dữ dội, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn gấp bội. Ông Hapsky cho biết, Nga hiện đang ngăn cản quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ bằng cách bắn phá không ngừng vào họ, bao gồm cả việc sử dụng bom lượn cực mạnh mang theo hàng trăm tấn thuốc nổ có thể xuyên thủng ngay cả những công sự được xây kiên cố chất lượng của các tuyến phòng thủ này không thể đủ tốt để chống lại chiến thuật máy ủi khổng lồ của lực lượng Nga, ông Haskry thừa nhận. Sai lầm khiến xe tăng Abram Ukraina bị bắn cháy Kíp xe tăng Abram Ukraina dường như đã quá tự tin vào khí tài và di chuyển ở khu vực chống trải, khiến nó trở thành mục tiêu cho drone Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 3 công bố cuộc phỏng vấn với binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15, những người trực tiếp bắn cháy xe tăng M1A1 SA Abrams đầu tiên trên chiến trường Ukraine hồi tuần trước. Đây là mẫu xe tăng hiện đại Mỹ viện trợ cho Ukraine, từng được kỳ vọng sẽ trở thành nắm đấm thép, góp phần thay đổi cục diện chiến trường. Rasfet, thành viên kíp điều khiển thiết bị bay không người lái drone tự sát của Lữ đoàn 15, nói rằng họ luôn chờ đợi những vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine và sẵn sàng tập kích mục tiêu để yểm trợ đồng đội. Trong trận đánh gần thành trì Adeska ngày 26 tháng 2, kíp lái Ukraine quyết định điều khiển xe tăng Abrams rời vị trí trú ẩn, cơ động đến khu vực chống trải để bắn phá mục tiêu Nga. Đây là lúc nó bị drone trinh sát Nga phát hiện. Chúng tôi phải xác định chắc chắn nó là một chiếc Abram trước khi hành động. Đối phương dường như tin tưởng vào sự bất khả châm phạm của xe tăng Abram, nhưng mọi chuyện đều khác hoàn toàn với kỳ vọng, Rasvet cho hay. Kolobras, một binh sĩ khác trong kíp drone, nói rằng chiếc Abbas hiện diện trên chiến trường khoảng 20 phút trước khi chúng đòn tập kích. Drone đầu tiên lao vào phần đuôi xe và khiến nó đứng khực tại chỗ. Chúng tôi huy động thêm một drone và lái nó nhắm vào mặt dưới phía sau tháp pháo, nơi chứa đạn pháo. Khoang đạn phá bắt lửa và cháy dữ dội. Không ai nghĩ rằng chỉ cần 4 phút để đốt cháy một chiếc Abram. Kolovas nhớ lại. Nhóm minh sĩ Nga nói rằng xe tăng Abram vẫn nằm tại địa điểm bị bắn cháy. Quân đội Ukraine điều động một xe cứu kéo để cố gắng thu hồi chiếc Abram, nhưng chính nó cũng bị trúng đạn pháo Nga. Rasvet nói, giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga trước đó thông báo binh sĩ lữ đoàn 15 đã vô hiệu hóa xe tăng Abram Ukraine bằng drone FPV rẻ tiền do viện thiết kế Piranha ở thành phố Ulyanov phát triển. Anh chụp cận cảnh từ máy bay không người lái UAV Nga cho thấy khoang đạn pháo của chiếc Abram bị kích nổ và một số đám lửa chưa tắt hẳn ở khoang động cơ. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Ukraine đăng video xe tăng Abrams di chuyển gần Arctica và khai hỏa về vị trí nghi có lực lượng Nga, đánh dấu lần đầu xuất hiện hình ảnh thực chiến của xe tăng Abrams trong xung đột này. Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 chiếc xe tăng Abrams phiên bản M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Nhưng trong nhiều tháng trước đó, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này đã không tham gia bất cứ trận đánh nào hình ảnh của chúng cũng rất hiếm hoi trên chiến trường Ukraine. Abram được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản M1A1SA viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến cho chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ biến và drone tự sát.